cái chỗ thuế này này, phần trăm thuế này này, cái này là nó không chịu thuế đúng không? Vâng ạ. Ừ, nó không chịu thuế thì kể mình không chọn phần trăm thuế cũng được, nhưng mà khi mà lên tờ khai ấy, thì nó không lên ấy, thì mình cứ chọn cho nó là không chịu thuế nhé, Vâng. để tí nữa nó lên doanh thu ở trên tờ khai, sau này mình đỡ phải phải cộng vào lên trên tờ Vâng. ấy. Mà sao cái hóa đơn này rất buồn cười nhỉ? Sao chị? Cái ngày hóa đơn này nó phải theo thứ tự tăng dần. Đây, số hóa đơn số 1 thì lại là ngày 30 à? Hóa đơn số 2 thì lại là ngày 15 À không, không chị ơi, em quên chưa sửa ngày rồi. Tôi hóa đơn em gửi cho khách hàng là ngày khác cơ. phải để đúng chứ, sao lại để thế này được? Vâng. Nhớ là hóa đơn xuất là phải theo thứ tự ngày tháng tăng dần theo số hóa đơn nhá. Vâng. Cái đấy là cái điều cơ bản là phải Thế cái nắm đấy được, thì phải bây biết. giờ chị Hương này, chị thử kiểm tra hộ em xem là em xuất hóa đơn như này đã chuẩn chưa. Ok. Đây chị đợi em đi. Đây, kiểm tra hộ em xem là hai cái hóa đơn em xuất như này chuẩn Mở chưa. mở mở hẳn ra, mở hẳn ra. Ấn vào nó là được Rồi, ore xanh. Rồi. Ở trên cái này nó không 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 có cái chỗ thuế suất phần trăm, nó không chịu thuế à? không ạ. À, nó không ghi chị ạ. Em thấy các công ty khác nó viết hóa đơn cho mình cũng chỉ tiền thuế là gạch như thế thôi. Không, ý là nó có thì mình chọn, nó không có thì mình gạch cái thế cũng được mà. Vâng. Đúng rồi. Ok. Được. Em thì em đang không rõ ở cái là ví dụ như bây giờ em cứ cân đối để bán ra cái giá trị mà mình bán ra ấy. Cái giá trị mà mình bán ra ấy, lại cứ lựa lựa xong không biết cân đối như thế nào để cho nó phù hợp nhiều hay để mà bình thường ví dụ như hóa đơn mà mình có lấy về nhưng mà mình không kê khai thì là nó cũng không ấy đúng không chị? Đúng Là rồi, là không nó được ghi không nhận ghi thôi đúng nhận, không? đúng rồi, đúng rồi. Nếu Mà muốn muốn biết được giá của nó như thế nào thì tính như hôm trước tính ấy, vâng là tự áng chừng ra cái chi phí ấy, vâng xong rồi là xem là những cái chi phí đấy của mình có đủ để xuất cho từng đấy doanh thu hay không. Ví dụ nhá, mình định bán ra là 1 tấn, nhưng mà lúc đấy mình tính ra cái chỗ chi phí để mà lập lệnh sản xuất, lập định mức ấy, thì mình tính ra thì nó chỉ để sản xuất ra được khoảng tầm 800 thôi, đúng không? Thì lúc vâng đấy là mình sẽ không thể đủ để sản xuất ra 1 tấn, thì mình phải nhập thêm hóa đơn đầu vào, hoặc là không thì mình chỉ xuất ra 800 thôi. vâng chứ giờ ví dụ như khách hàng họ cứ không lấy ấy, đúng không, ví dụ như khách Đúng hàng rồi, nó họ không lấy thì mình lấy cũng không lấy đầu vào. Không lấy đầu vào nhiều nó thành tồn kho nhiều. À đây, cái này là thuế đúng không? Để vâng xem nào có tồn kho nhiều không nhé. Tồn kho nguyên vật liệu là 1 tỷ 3 đấy. 1 tỷ 3 mà mình bán ra có 561. Thế này thì thứ nhất là hóa đơn mua vào đừng nhập kho những cái kho nguyên vật liệu nữa nhá. Nếu như mà không muốn xuất hóa đơn bán ra của năm nay nữa ấy, vâng thì không hạch toán vào nữa. Thứ hai là nếu mà có các hóa đơn về chi phí thì mình hạch toán thôi. Bởi vì cái năm nay tồn kho ấy, mình để tồn thì 1 tỷ 3 thì được. Nhưng mà sang năm thì mình lại không để tồn nhiều như thế này được. Bởi vì sao? Bởi vì là năm nay là năm đầu tiên ấy, mình hoạt động ấy, nên là mà mình vẫn có thể ưu tiên được. em bị kiểm tra thuế thì họ hỏi thì em cũng cứ bảo là em mua lại thì em mới bắt đầu làm đúng không? Rồi. Thì giờ thuế nó không vào kiểm tra ngay đâu. Còn đâu mà đến lúc mà họ thuế họ xuống kiểm toán khoảng tầm 2-3 năm ấy, thì Vâng. nó lại không còn tồn như thế nữa rồi. Bởi vì mình phải xử lý như mình bảo đấy, là chỉ năm Vâng. đầu được tồn thuế thôi ấy. Vâng. Còn năm sau thì mình phải xuất hóa đơn ra, hoặc là mình không lấy thêm đồ vào nữa. Đúng Vâng. chưa? Vâng. Thế còn ngân hàng thì mình hạch toán vào thôi. Ngân hàng à? Ngân hàng hình như là Đây này, ngân hàng 888 này hạch toán rồi đây này. em mới làm đến ngày 8 tháng 11. Thì hạch toán hết ngân hàng vào. Ngân hàng này thì hạch toán đơn giản đúng không? Sao cái này, cái nào mà bạn ủy nhiệm chi ấy thì bạn hạch toán luôn à? Tức là ủy nhiệm chi luôn đây này. Vâng ạ. Cũng được, nhưng mà phải là đúng. Vâng, Cái số chuẩn. này phải, Em số làm trên hóa chuẩn đơn đấy. này phải đúng với lại cái kia. Bởi vì thế này này,
Nhiều công ty ấy, người ta trên chứng từ mua hàng hóa đơn của nó là từng này tiền, bạn hiểu không? Vâng ạ. Nhưng mà khi họ ủy nhiệm chi thì nó có thể lớn hơn hoặc ít hơn cái số tiền này ấy. Thế Vâng. nên là người ta không tích vào thanh toán ngay cho ủy nhiệm chi mà người ta tích vào chưa thanh toán. Hiểu Vâng. không? Nhưng mà khi mà làm thế này rồi thì khi mà cầm cái sổ sao kê thì không được hạch toán nữa. Không rồi lại quên lại hạch toán tiếp nó vào đây này. Cái sổ sao Đấy. kê là chị ơi, em dựa vào Đấy. sao kê để em làm cái đấy đấy. Để là hạch toán cái mua hàng xong tích chọn là ủy nhiệm chi đấy á. Vâng, đúng rồi ạ. Ôi trời ơi. Thế thì thà toán mua hàng treo công nợ xong rồi sang đây hạch toán giảm công nợ À xong. không, đấy là đợt này em tự làm xong nó ít đấy thì là em mới làm luôn như thế thôi, còn bình thường ví Ừ, dụ chứ như còn là đâu trên nhiều nhưng mà không làm thế được đâu. vâng, như cái tiền bao bì với cả cái trục in ấy thì bắt Ừ. buộc phải hạch toán đúng Chụp in thì phải hạch toán, còn bao bì thì không hạch toán được. ý là bao bì thì mình vẫn phải lấy hóa đơn ấy, vì nếu như không có bao bì làm sao mà mình bán hàng được đúng không? Ý là bao bì nếu như mà nó tồn nhiều ấy, nó mà tồn nhiều thì mình không lấy, còn nó không tồn thì mình vẫn lấy bình thường. Vâng, trường hợp mà nó tồn nhiều, mình không mà mình thực tế là mình đã bán hết rồi ấy, nhưng mà mình không lấy nhiều hóa đơn ấy thì là khi chuyển tiền để đặt cái Chuyển lô ngoài, sản xuất đi mới thì em ngoài. chuyển ngoài đúng không? Đúng rồi. Đó, không lấy hóa đơn đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thuế thì cũng không có vấn đề gì đâu mà. Nó có chỉ có thế thôi. Còn đâu thì cuối mỗi tháng thì mình tính phân bổ công cụ với lại khấu hao tài sản cố định thôi mà. Thì cái đấy thì của thằng thuế là phải làm hả chị? Làm thuế để nộp á hay như nào? Cuối quý mỗi tháng mình tính phân bổ để mình ghi nhận vào chi phí ấy mà. Có phải bình thường công cụ dụng cụ thì mình mua về mình hạch toán nợ 242 không? Vâng. Ừ, xong rồi mình ghi tăng đúng không? Ghi tăng nhưng mình chưa phân bổ chi phí thì cuối mỗi tháng mình phải phân bổ để ghi nhận vào chi phí nợ tài khoản là 154 và có cho 242 ấy. Ví dụ nhá, đây là cái gì đây? Từ tháng 1 đúng không? Vâng. Nhưng mà trong này nó chưa phân bổ chi phí cái nào đây này. Đấy thì mình nhấn vào chữ phân bổ chi phí này này. Đấy, chọn tháng 1 này. Phân bổ từ tháng 1. Đây này, khi phân bổ chi phí này này, nó sẽ hạch toán nợ 154 này. Có cho 242 này, nhìn thấy không? Vâng. Đấy. Cái này thì cứ phân bổ vào 154 thôi. Ghi nhận vào chi phí cứ thao tác thế thôi mà. Nhưng mà để ý trước khi phân bổ thì để ý là nhìn ở trên cái ghi tăng này này, xem những cái này này nó chọn bộ phận sản xuất là có đúng hay không này, hay là mình để chọn bộ phận văn phòng xong rồi hạch toán 642, hiểu không? Vâng. Đấy. Kiểm tra hết rồi. Rồi, ok. Xong rồi ghi tăng lại này, ghi tăng hàng loạt lại này để xem nó có bị ghi tăng sót cái nghiệp vụ hóa đơn nào không, quên chưa ghi tăng hay không, tức là đã hạch toán bên mua hàng không qua kho nhưng mà mình chưa ghi tăng ấy. Đấy, không có cái nào ghi tăng hết rồi. Đấy thì mình cứ thế mình thực hiện bước toán phân bổ chi phí thôi. Mình vừa phân bổ tháng 1 rồi, tí bạn phân bổ từ tháng 2 đến tháng 10 đi. Tháng 10 là không còn mua nữa đúng không? Tháng 12 chắc cũng không mua tài sản công cụ nào nữa đúng không? Vâng đúng ạ. Thì phân bổ luôn đến tháng 12 luôn. Vào phân bổ chi phí, chọn kỳ cần phân bổ. Lần lượt từng tháng theo thứ tự tăng dần. Xong rồi nhấn đồng ý rồi nhấn cất là được. Muốn xem bút toán phân bổ thì vào chỗ phân bổ chi phí này để xem. Chọn kỳ mà mình cần xem đây. Nhấn lấy dữ liệu này. Được chưa? Nếu như mà sai thì phải nhấn bỏ ghi và nhấn xóa. Các kỳ phân bổ rồi phân bổ lại. Ví dụ như mình phân bổ hết 12 tháng rồi nhưng mà tháng 6 mình sai thì mình phải bỏ ghi, mình xóa từ tháng 6 trở đi, sau đó phân bổ lại. Phân bổ lại từ tháng 6 đến hết Từ đấy tháng ạ. 6 trở đúng rồi. Vâng. Chứ không phải là chỉ làm mỗi cái tháng 6 đấy không đúng Đúng, chính xác. không? Vâng. Cái tài sản cố định này cũng thế này. Cái này có không? Có tài sản cố định không? Không đúng không? Em ở bên công ty này không? Đấy. Lương, lương hạch toán chưa? Chưa chị ạ. Tính lương, hạch toán lương cho mình nhé. Lương không nọ đây, hướng dẫn ở đây. Vâng, lương thì đến tháng 12 em mới bắt đầu cho bảo hiểm vào ấy, thì là đến tháng 12 mình sẽ phân bổ bảo hiểm đúng không? Còn đâu những Đúng tháng rồi, khác còn thì chỉ đâu là những cái lương khác bình thì hạch thường toán thôi. lương. Vâng. Mà những cái khác mà mình sản xuất ít ấy, thì cho ít lương công nhân thôi. Chỉ để lương của Văn phòng. văn phòng. Mà ở đây này, cái kho này mình làm và lại sản xuất phía xuất kho là tháng 10 thôi này. Mình cần làm mỗi tháng 10 thôi. Thế thì
mấy cái chi phí mà liên quan đến 154 với lại ấy ở trên này này, xem là công cụ dụng cụ đây này, cũng tháng 7 tháng 8 đã có rồi đây này, là những cái tháng 7 tháng 8 này này. Nếu mà phân bổ từ tháng 1 đến tháng 8 nhá, khi mà mình nhấn phân bổ chi phí này này, mình chọn lại cái tài khoản này cho tớ nhé. Đây, nhấn bỏ ghi, nhấn sửa này. Chọn lại cái chỗ phân bổ này này. Phải chọn cái này là 6422. Bởi vì cái tháng này mình chưa sản xuất. Tháng 10 bắt đầu mới đi vào sản xuất. Nên những cái này mình ghi nhận luôn vào chi phí 642 nhé. À, trong này xem nào. Những cái công cụ này. Mấy cái này là toàn mua mới ở trong năm đúng không? Vâng, đấy ở thời điểm đấy ví dụ như chụp in thì tháng 8 mình mới mua, vì là mua thì cũng không làm ngay á. Đúng rồi. Vâng, mua chụp in xong mới đặt được bao bì mà, đặt bao bì cũng mất 1 tháng. Rồi, thế thì cái trục in này này tháng 8 nó chưa sản xuất. Vâng. Thì cái chỗ ngày này, này mình có thể sửa nó về ngày mùng 1 tháng 10 đi. Để cho nó ghi nhận vào chi phí cũng bắt đầu từ tháng 10 thôi ấy, thì sau này quyết toán mình đỡ bị gạt ra. Mà sao cái này này là 2200 mà cái này nó có là 24, à cái này cộng cả thuế đúng không? Vâng, em cộng cả thế. Có Nếu mà cái này mà cộng cả thuế thì cái trên này này cũng phải cộng cả thuế vào chứ. Phải là 24640 chứ, đúng không? là 24640000. ôi Cộng cả thuế là mà đúng. thế nếu mà thế thì em phải sửa hết lại. À, cái này cộng cả thuế thì mình phải cộng cả thuế vào chứ. Với lại mấy cái này sửa hết về, hai cái này sửa hết về ngày mùng 1 tháng 10 đi. Nhưng mà Bởi hóa vì đơn em là tháng ngày mùng 8 hai mươi mới tám chưa cũng ở không vấn xong. đề gì nhỉ? À không không không, cái đấy thì không vấn đề gì. Đây này. 29007 này. Cái này thì 25 tháng 10 bắt đầu từ tháng 10 rồi thì ok. Cái này thì là em làm sau khi chị bảo em là cộng thuế thì là em làm mới. Là mới á? Vâng. À không, mới làm chứ còn không phải là làm lại đúng không? Vâng, em không làm lại mà Làm ý là của công thêm cụ vào ấy. mới. Vâng. Cái công cụ dụng cụ này này, khi mà mình xem cái này này, cái giá trị mà mình muốn ghi tăng so với cái giá trị ở trong lúc mình hạch toán 10 không có kho đang không khớp nhau đúng không? Vâng. Mà trong khi đó mình đã phân bổ chi phí của tháng 1 rồi đúng nhở? Thì bây Vâng. giờ mình bỏ ghi, nhấn xóa này. Đấy. Xong rồi mình mở cái công cụ đấy bên tab ghi tăng này này, mình mở nó ra. Rồi mình sửa lại cái giá trị thành tiền này cho nó bằng cái kia. 6533095 đúng chưa? Vâng. Và cái này mình cũng cho nó phân bổ vào tháng 1 ở tháng 10 đi. Không sao nhá. Vâng ạ. Bởi vì những cái máy móc này mình để được chứ nó không phải giống như đồ ăn thức uống không để được. Thì mình để vào mùng 1 tháng 10 thì mình phân bổ cho nó dễ, nhìn cho nó dễ. Đấy, xong rồi mình thế này thì mình phân bổ Thế hai cái bắt tháng đầu 7 từ kia tháng thì 7 thôi. Không, cái này thì nó lại tính vào văn phòng, cái lại khác. à, vâng. Văn phòng thì mình vẫn tính bình thường, hiểu không? À có Vâng. cái này, Đấy. cái này, cái này này. Cái này thì chị sửa cho em Cái thành này phí 7 dịch vụ. 7287 à? 500 này. Cái Đúng này không? không đầu cho về văn phòng chứ nhỉ? Đăng ký mã QR code này là QR code này để quét cho cái ấy mà. Vâng, Cái vật cho bao tư bì thành ấy. phẩm Đúng mà. rồi. Thì Thì là làm sao cho sản văn xuất. phòng được, cái này phải cho là Vâng. sản xuất. Nó là chi phí gián tiếp. Mà gián tiếp thì nó phải là 154 sản xuất chung dụng cụ. Đấy, lần sau cứ như thế mà làm thôi. Cái này cũng cho vào ngày mùng 1 tháng 10 đi. Lưu ý nhá, bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 trở đi, những cái chi phí liên quan đến sản xuất này này mà mình không sản xuất thì vẫn phân bổ bình thường. Nhưng mà phải nhớ là chọn tài khoản phân bổ ở đây là 642. Tháng 10, tháng 11 có sản xuất nhưng tháng 12 lại không có sản xuất chẳng hạn.
mà lại Vâng. không muốn cho nó vào chi phí sản xuất thì mình phải sửa cái 154 ở đây thành 6422 và không chọn khoản mục chi phí. Đấy, và tất cả như thế này luôn nếu như mà mình không muốn ghi nhận nó vào 154. Được chưa nhở? Đấy, còn đâu các tháng mình cứ phân bổ là đều từ tháng 10 trở đi. Ủa, sao chị lên đâu? Không không đi. Bởi vì mình chưa phân bổ tháng nào mà. Tí nữa phân bổ lại từ tháng bắt đầu từ tháng 7 trở đi nhá. Đây, tí phân bổ bắt đầu từ tháng 7 bởi vì công cụ mình cho nó bắt đầu phân bổ từ tháng 7. Thấy chưa? Vâng. Cái tháng 7 này như hai cái này là của bộ phận văn phòng thì kệ nó đúng không? À, ừ đương nhiên. Thì em không cần phải phân bổ nữa đúng Không. À vẫn phân bổ bình thường. Cứ chọn phân bổ chi phí bắt đầu từ tháng 7. Đây, nhấn đồng ý này. Đây thì có phải hai cái của văn phòng nó lên không? Vâng. Và nó phân bổ là 642 là đúng, đúng chưa? Vâng. Đấy. Thế thôi. Xong rồi phân bổ tiếp từ tháng 8 trở đi. Tí nữa tự phân bổ nhá. Vâng. Rồi, xong rồi phân bổ nốt đi xong hạch toán nốt ngân hàng và hạch toán lương vào cho mình nhá. Vâng. Lương thì cũng chỉ hạch toán lương bắt đầu từ tháng 10 thôi nhá. Vâng. Ý là lương của Vâng. bộ phận sản xuất ấy, còn lương của nhân viên thì vẫn là hạch toán từ tháng 1 trở đi. Từ tháng 1 đến tháng 6 quý 2 là của nhà kia. Quý 3 thì bắt đầu mình làm thì là mình sẽ hạch toán từ quý 3 đúng Quý 3 đi cũng được, đúng rồi, hạch toán 642 với 154 đây. không? Vâng. Bây giờ là hạch toán công cụ dụng cụ còn tài sản cố định mình không có thì thôi đúng Không không? có thôi, đúng rồi. Vâng ạ. Bây giờ phân bổ công cụ và hạch toán lương như đã hướng dẫn. Nào. Làm này. Tháng 12 mà không mua công cụ nữa thì mình phân bổ luôn được, không sao đâu. Nhớ là hết tháng 12 thì làm tờ khai thuế giá trị gia tăng của quý 4. Làm thông báo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 và làm tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý 4 thế thôi. Cái ấy chị ơi, cái hóa đơn cũ ấy Ừ. thì vẫn phải là em làm hay là bên kia họ tự làm? Cái cũ, cái bên công ty cũ ấy. Hủy chưa? Chưa Chưa. hủy đúng không? Chưa hủy thì mình phải làm chứ. Bây giờ chuyển hết về công ty mình được làm gì? Giờ làm đấy như Sao không hủy đi? thì em chưa biết làm như nào nên là em. Thế bây giờ bạn xuất hóa đơn theo công ty của bạn vừa rồi rồi đúng không? Vâng. Và hóa đơn cũ kia chưa hủy đúng không? Vâng. Không sử dụng nữa thì hủy đi. Vào HTKK này này. Vào phần hóa đơn này. Làm mẫu TB03 này này. Thông báo kết quả hủy hóa đơn này. Đây, điền mã số của hóa đơn cũ vào này. Cái đấy Điền thì vào đây. em lấy ở đâu được nhỉ? Bảo họ chụp cho. Hay mình nhờ À người ta đây, ấy được không? hoặc là mình làm gì họ còn gì có chữ ký số. Đăng ký vào trong thuế điện tử xem nào. Tra cứu tờ khai xong rồi là mình chọn đến cái tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Mẫu BC26 này. Đây này, mẫu của nó đây này, điền vào này. Có thông tin này vào này, 01GTKT3 này. Sượt 001 này. Xong rồi ký hiệu hóa đơn nhìn ở bên này điền vào đi. AB sượt AB 11T điền sang đi. trên 11T. Rồi. Điền lý do nữa chứ. Điền lý do là cắt góc. Cắt góc Cắt góc. Rồi người lập biểu rồi đánh là Minh Anh rồi đấy. Rồi vâng. ghi đi. Ngày lập thông báo là ngày hôm nay cũng được Cũng đúng được, không không sao. chị? Vâng. Lưu nó ra ngoài nhé, tôi cũng được này. Xong rồi là lên trong thuế điện tử này cắm chữ ký số và nộp nó là được nhé. Vâng. Số ấy đâu cắm vào chưa? Đây đây em đang Chữ ký số có sử cài vào đây bao giờ chưa? rồi chị ạ. Cái rồi. Viettel à? Dùng theo chị. Rồi ok. Nộp tờ khai XML này. Nhấn chọn tờ khai này. Vừa nãy đâu nhỉ? Hải Dương là ký hiệu là gì nhỉ? Đúng rồi, HD. HDU à? Vâng. TBAC rồi ok. Ký điện tử này. Để mật khẩu vào đi.
Hồ làm sơ cái gì chưa được đăng ký qua mạng này. Đăng ký tờ khai này. Đăng ký thêm tờ khai này. Kéo xuống mục hóa đơn này. đấy đấy Đây. báo cáo hóa đơn Đây, thông báo hủy hóa đơn đây. Theo từng lần phát sinh, bắt đầu từ 1 tháng 1 này. 2021 đi. Tiếp tục. Chấp nhận này. Xong rồi là lại nộp lại tờ khai XML này. Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Rồi, ok.